Đây nè má, đây là cả một cái gian hàng lên sền luôn nha. Ấn tượng duy nhất chiếc xe này. Anh em mình dùng đây chiếc xe đầu tiên, xe điện đầu tiên của Lexus nha. Hãng xe sang của Nhật thì rất nhiều hãng xe sang mình không bàn rồi. Anh em đã biết quá nhiều về xe Lexus, về xe sang Lexus rồi. Nhưng mà đây là chiếc xe điện đầu tiên là FZ, xe điện chạy 100% điện nha. Tốc độ tối đa lên tới 600 km. Anh quay cận cảnh đầu xe em nè. Nhìn nó rất là đẹp nha anh em ha. Là cái học lấy gió gần như là mất hết rồi nè. Thanh đó, thanh xu dọc lên đó, anh em thấy không? Đầu cực kỳ. Còn không gian á, cái không gian của nó là bằng cách thay thế các công nghệ thông thường bằng những cái tiên tiến nhất á, là ở trong hoang nó rất là rộng rãi nha. Người ta nói xe em. Hệ thống chiếu sáng thì ở trong nó cũng có đèn chiếu sáng luôn nè. Vô lăng, ấn tượng như cái vô lăng anh em. Trong xe để bây giờ đây là bản concept thôi, nó chưa có thông tin chi tiết. Nhưng mà thầy nhà sản xuất nói là nó giống chính luôn. Không giống bất cứ cái vô lăng nào đang có tên. Vô lăng nó gần giống vô lăng của chiếc máy bay. Nó có hai tay cầm hai bên đó nè. Thì để Tâm dựng, khi dựng phim này Tâm sẽ cho anh em thấy cái hình ảnh chi tiết của cái vô lăng luôn. Đó nè. Bốc lắm. 6cm nữa. Động cơ nó mạnh. Con này nhìn nó thiết kế nó ấn tượng nhất trong này luôn á. Anh xem con Mercedes rồi. Em ấn tượng ngay liền. Em thấy á, từ đầu xe về ngoại thất trước nha, là nó hoàn toàn mới, nhìn ấn tượng nó đẹp cực kỳ luôn, nó kiểu hiện đại tương lai á. Mà thích nhất vẫn tay nắm ẩn nè, rồi camera kiến hậu thêm camera nè, đầu xe đuôi xe thiết kế mà nhìn cái mê liền hà em ha. Thì giá thì nó chưa được công bố chính thức nha, giá được chưa được công bố chính thức, tại vì đây chỉ bản concept thôi. Nhưng mà gọi là một là nó là hãng Lexus, hãng xe sang, hai là thiết kế như vậy, nội thất như vậy, ngoại thất như vậy, chắc không dưới giá mấy tỏi, giá cao á anh em ha. Ok anh em, gian hàng xe Lexus mà chiếc xe điện này thì Tâm nghĩ đó, nếu xe điện á để cạnh tranh ở Việt Nam á, nó phải luôn luôn nằm trong top đầu. Ok anh em, về giá mình không nói tới nha, nhưng về đẹp nè, về độ hot nè, về máy móc nè, nó sẽ là mạnh đó. Ok anh em, bye bye anh em.